Chào anh em. Thời gian gần đây cửa hàng tôi đã có rất nhiều con này và đã bán. Và hôm nay cửa hàng tôi lại có một con để đăng lên phục vụ bác nào có nhu cầu. Đây là một mẫu ly rất quen thuộc, đó là Pioneer A535. Con ly này thay vì 4 triệu hoặc hơn 4 triệu như ngày xưa tôi bán, năm nay tôi đã để giá cực kỳ đẹp luôn. Với chất lượng âm thanh của nó với giá 3,5 triệu quá ok luôn. Hàng bãi zin 3 triệu 500 nghìn đồng anh em nhé. Ở chỗ này là lúc đầu là nó có cái băng dính nên nó dán vào đây này. Bóc ra nó màu như thế anh em nhá. Đánh A, B, cộng B. Cân loa, lao lướt đầy đủ. Và đặc biệt mẫu bên này anh em có thể ghép vang vào hát karaoke gia đình nhẹ nhàng với con âm đi này. Nó đủ sức để có thể cả nghe cả hát. Mặt tiền đẹp long lanh luôn. Anh em có thể nhìn rõ đây, màu đen, huyền bí. Nước sơn đẹp. Đó. A535, loa B. Loa A, tôi đang đấu vào loa B bởi vì cọc loa B nó phía trên có lao lướt bát chép đầy đủ. Nội thất bên trong sáng choang luôn, góc cạnh đẹp, không hề sứt mẻ góc cạnh. Đó. Loa B bên trên, loa A bên dưới trở kháng từ 4 đến 32 ohm. Cầu chữ U, chức năng pha dề. Và đây là số series 8696 535 100V 160W. Rất nhiều đường vào âm thanh, anh em có thể cắm được rất nhiều các thiết bị. Phono chỉ dành dĩa than. Nếu các bác muốn cắm gia súc điện thì nó có lỗ rách ở bên cạnh để đường xuất âm thanh xuống. Rất tinh tường đúng không anh em? Tôi sẽ mở nắp ra để anh em có thể nhìn rõ bên trong. Âm ly này chạy 4 con sò than xanh đen của Toshiba, 2 tụ lọc. Mời các bác xem bên trong nhé. Trong tầm tiền nó đánh rất hay luôn. Tản nhiệt bằng sắt lưới dạng tổ ong. Đây là những gì anh em nhìn thấy bên trong. Đây lại nói thêm một lần nữa nhá. Đây là nguồn nó bôi keo. Đây nó bôi không đều anh em nhá. Theo thời gian thì keo này nó cũng già đi hoặc là nó phai màu đi đấy. Còn vỏ nó là vỏ tôn chứ không phải đây là gì anh em nhá. Đây là bôi keo anh em phải lưu ý điều đó nhá. Bãi zin hết. Vỉ đẹp. 4 sò than Toshiba xanh đen đây. Đó, Japan, 2 tụ lọc. Và mẫu ly này tôi bao anh em là có thể hát karaoke và những đôi loa chính hãng Bass 20 hoặc là loa nghe nhạc như thế này, hát nhẹ nhàng trong tầm tiền. Mở to hơn để các bác thưởng thức này. Loa trái có tiếng này. Loa phải. Đặc trưng của dòng Pioneer thì các bác nghe thấy nó rất êm ái đúng không? Pioneer nó là như vậy. Bass này. Trong tầm tiền mà có chất âm như này là đáng ngưỡng mộ rồi anh em nha. Mà lại được âm đi đẹp. Góc cạnh này, anh em nhìn góc cạnh này. Tôi quay rất rõ anh em nha. Có mỗi chỗ này nó dán cái băng dính à, nên bóc đi nó có cái màu băng dính rất là bóc hẳn ở đó. Anh em lưu ý nhá, rút mô tinh và đi direct anh em không bấm. Cần thì bấm vào lao lướt thôi. Còn những cái này để giữa. Input selector anh em chạy đường nào thì vặn đường đó. Còn cái này để giữa nhá. Nếu khi nào anh em dùng chức năng pause rút cầu chữ U thì mới cắm vào nút xua. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.